quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Đáp trả Israel, Iran phát tín hiệu đặc biệt từ Mỹ. Các nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã chuyển đến Mỹ một thông điệp liên quan đến khả năng tấn công trả đũa Israel. Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin từ Iran cho biết, nước này đã phát tín hiệu cho Washington rằng họ sẽ đáp trả cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria theo cách tránh leo thang lớn và sẽ không hành động vội vàng. Thông điệp này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian chuyển đi trong chuyến thăm hôm 7 tháng 4 tới Oman, quốc gia thường đóng vai trò trung gian giữa Tehran và Washington. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về bất kỳ thông điệp nào từ Iran, nhưng cho biết Mỹ đã liên lạc với Iran, nói rằng họ không liên quan đến cuộc tấn công vào đại sứ quán. Bộ Ngoại giao Iran và chính phủ Oman cũng chưa hồi đáp các yêu cầu đưa ra bình luận từ phía hãng tin Reuters. Thông điệp ngoại giao được đề cập chỉ ra cách tiếp cận thận trọng của Iran theo cách ngăn chặn Israel tiếp tục các hành động gây ảnh hưởng đến họ, nhưng tránh leo thang quân sự có thể gây khó chịu cho Mỹ. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm 10 tháng 4 nói rằng Israel phải bị trừng phạt, nói rằng hành động này tương đương với một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Vụ việc ở Damascus đã khiến một vị tướng hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran và 6 sĩ quan khác thiệt mạng. Israel chưa xác nhận họ thực hiện vụ tấn công, nhưng Lầu Năm Góc đã xác nhận là có. Trong khi đó, The Guardian dẫn lời các quan chức từ Washington rằng Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Iran thực hiện cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Israel bằng những tuyên bố chung về cam kết an ninh đối với Israel. Các quan chức Mỹ vẫn tin rằng một cuộc tấn công trực tiếp bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái có thể xảy ra trong những ngày tới. Israel có thể phải phụ thuộc nhiều vào vũ khí mà Mỹ cung cấp trong bất kỳ phản ứng nào trước cuộc tấn công tiềm tàng của Iran. Mỹ hy vọng những thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết và sự hỗ trợ Israel từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫn có thể ngăn cản cuộc tấn công từ phía Tehran. Cuộc tấn công này được cho là có nguy cơ đánh dấu sự leo thang nguy hiểm đáng kể trong khu vực. Trước đó, trong một diễn biến liên quan, Iran đã cảnh báo Mỹ tránh xa bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào giữa nước này với Israel, trong khi Washington yêu cầu Tehran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ. Trợ lý Tổng thống Iran Mohammad Zamshidi hôm 5 tháng 4 thông báo trên nền tảng X, tên cũ là Twitter. Trong thông điệp bằng văn bản, Cộng hòa Hồi giáo Iran cảnh báo giới lãnh đạo Mỹ không để bị lôi vào bẫy của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dành cho Mỹ. Hãy tránh xa để không chịu thiệt hại. Ông cho biết, đáp lại, Mỹ cũng yêu cầu Iran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ. Trước đó, Iran cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel IDF không kích tòa lãnh sự ở thủ đô Damascus, Syria hồi đầu tuần, làm chết 7 sĩ quan của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cam kết sẽ đáp trả. Theo đài RT, các quan chức Mỹ chưa cho biết liệu một cuộc tấn công của Iran vào Israel có phải là lý do để can thiệp quân sự hay không. Tuy nhiên, Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Iran tránh xa cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Phát biểu hôm 4 tháng 4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ rất quan ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, nhưng tiết lộ Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Israel. Trong khi đó, một quan chức Mỹ hôm 5 tháng 4 cho biết Mỹ đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhắm vào tài sản của Israel hoặc Mỹ trong khu vực nhằm đáp trả cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria. Đề cập khả năng cuộc tấn công có thể xảy ra vào tuần tới, quan chức này nói Mỹ đang ở trạng thái cảnh giác cao độ. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thảo luận về mối đe dọa từ Iran trong cuộc điện đàm ngày 4 tháng 4 với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden cho hay, đội ngũ của chúng tôi đã liên lạc thường xuyên và liên tục kể từ đó. Mỹ hoàn toàn ủng hộ sự phòng vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Iran. Hàng loạt dấu hiệu đáng lo liên quan đến Iran, Israel. Hãng hàng không Lufthansa của Đức đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tehran, Iran từ ngày 6 tháng 4 đến 11 tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng bao trùm Trung Đông. Theo hãng tin Reuters, việc đình chỉ của Lufthansa xảy ra giữa lúc có lo ngại Iran đáp trả Israel sau cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự gần Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria. Song song đó, một hãng thông tấn của Iran nhanh chóng gây thêm căng thẳng khi đăng một báo cáo bằng tiếng Ả Rập trên X với nội dung không phận Tehran đã bị đóng cửa để tập trận quân sự.
Cơ quan này ngay sau đó đã gỡ bỏ thông tin trên, phủ nhận vụ việc. Người phát ngôn của Lufthansa nói với Reuters rằng họ đặt sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn lên hàng đầu, sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình ở Trung Đông. Lufthansa và công ty con Austrian Airlines là những hãng hàng không phương Tây duy nhất khai thác đường bay quốc tế đến Tehran. Trong đó, Austrian Airlines có chuyến bay trực tiếp giữa Vienna, Tehran 6 lần một tuần. Hầu hết các chuyến bay khác đến thủ đô của Iran được cung cấp bởi các hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông. Trước đó, lãnh đạo tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng Israel phải bị trừng phạt vì vụ việc ở Damascus. Trong khi đó, vào ngày 11 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân nước này hạn chế tới Trung Đông, đặc biệt là đến Israel, Lebanon và các vùng lãnh thổ của Palestine. Khuyến cáo đi lại đầu tiên liên quan đến Trung Đông được Nga đưa ra vào tháng 10 năm ngoái, trong đó lưu ý đến Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine ngay sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Nga nói thêm rằng tình hình an ninh ở Jordan vẫn ổn định. Trước đó, hôm 10 tháng 4, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin an ninh của Mỹ và Israel nói rằng Mỹ và các đồng minh tin là sắp xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái lớn của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nhắm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Israel. Nói về nguyên nhân vì sao Iran và Israel trở nên căng thẳng vượt bậc như thế, theo giới quan sát đánh giá thì có thể là do vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự của Iran ở thủ đô Damascus, Syria. Cụ thể, Iran tố cáo các máy bay của Israel đã ném bom tòa nhà lãnh sự Iran nằm kế bên Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria, làm chết 7 cố vấn quân sự Iran, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố trong 7 người thiệt mạng có ông Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc IRGC. Quân đội Israel từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự của IRGC cũng như nhóm vũ trang Hezbollah ở Syria. Hezbollah là lực lượng tại Lebanon do Iran hậu thuẫn và cả hai đều ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, nếu đúng Israel ra tay thì cuộc tấn công hôm 1 tháng 4 là lần đầu tiên Israel tấn công tòa nhà lãnh sự Iran. Tờ The New York Times dẫn lời 4 quan chức Israel giấu tên thừa nhận Israel đã thực hiện vụ tấn công. Phản ứng gay gắt, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc mô tả cuộc tấn công là hành động vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở ngoại giao. Phái đoàn Iran cho rằng vụ tấn công là mối đe dọa đáng kể đối với hòa bình và an ninh khu vực, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trong khi lực lượng Hezbollah cũng cam kết trả đũa, thì Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad gọi đây là vụ tấn công khủng bố. Các quốc gia Iraq, Jordan, Oman, Pakistan, Qatar, Ả Rập Saudi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Nga cũng lên án vụ không kích. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian hôm 2 tháng 4 cho biết một nhà ngoại giao Thụy Sĩ đại diện cho lợi ích của Mỹ ở nước này đã bị triệu tập nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của Washington trong vụ tấn công. Tuy nhiên, trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ khẳng định Washington không liên quan cũng như không biết gì về cuộc tấn công của Israel. Ông John Atterman thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Mỹ nhận định cuộc không kích có thể là tín hiệu răn đe mà Israel muốn gửi tới các đối thủ. Israel tin rằng nếu họ nhún nhường, mối đe dọa sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Ông Mohammad Ali Sabani, chuyên gia phân tích Iran và biên tập viên tại tạp chí điện tử Amwa.media nhận định, diễn biến ở Damascus cho thấy Israel đang dồn lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei vào chỗ phải phản ứng mạnh tay, có thể là hành động quân sự trực tiếp đối với lực lượng Israel. Theo ông Stephen Cook, nhà phân tích tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ở Mỹ, IRGC, có thể nới lỏng kiềm chế đối với các lực lượng ủy nhiệm ở Iraq và Syria, khiến lực lượng Mỹ tại Trung Đông một lần nữa gặp nguy hiểm. Thêm vào đó, Iran cũng có thể chỉ đạo Hezbollah leo thang tấn công vào Israel. Ngược lại, ông Ali Vaed, giám đốc dự án Iran của nhóm khủng hoảng quốc tế, lập luận Israel đang chiếm ưu thế bởi nước này biết Iran không muốn bị kéo vào một cuộc giao tranh khu vực. Thậm chí, ông Kasebab, thành viên Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Israel và giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế Norman Patterson ở Canada, nói với đài Fox News rằng cuộc tấn công giáng đòn nghiêm trọng lên Iran về mặt tổ chức cũng như thực hiện các cuộc trả đũa hiệu quả, đồng thời gây bất ổn tâm lý cho giới lãnh đạo Iran và các lực lượng được Iran hậu thuẫn.
Dù phản ứng của Iran là gì, thì vụ tấn công vào tòa nhà lãnh sự Iran ở Damascus có thể là sự leo thang nguy hiểm nhất ngoài Gaza kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas-Israel bùng nổ gần 6 tháng trước. Ông Osama Danura, chuyên gia chính trị Syria, nhấn mạnh cuộc tấn công cho thấy mối đe dọa đáng kể đối với khu vực và điều quan trọng là phải có sự hợp tác quốc tế để ngăn chặn tình hình leo thang. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.